những phát hiện bí ẩn và kỳ lạ nhất thế giới mà có thể bạn chưa hề hay biết. Chỉ vì bị hiểu nhầm là giết một con quạ, một người đàn ông ở Ấn Độ đã bị quạ mẹ theo bám trả thù trong suốt nhiều năm trời. Nó lao tới tấn công và để lại không ít vết trẻ xước, khiến mỗi lần ra khỏi nhà, anh ấy phải mang theo một cây gậy để đề phòng trước trường hợp bị quạ mổ. Vậy sự thật anh ta làm gì với con quạ để gặp phải tình cảnh trớ trêu như vậy? Hãy vào video ngay và luôn các bạn nhé! Sự thật đằng sau clip đàn khủng long chạy trên bãi biển gây sốt mạng xã hội. Có một sự thật bất di bất dịch, đó chính là khủng long bị tuyệt chủng từ lâu rồi. Chúng ta ai ai cũng biết điều đấy. Thế nhưng mới đây một đoạn clip về một đàn khủng long đang tung tăng chạy trên bãi biển gây sốt cộng đồng mạng. Và đoạn clip dài 14 giây được một người dùng chia sẻ lên mạng xã hội Twitter cho thấy rằng khoảnh khắc một đàn động vật nối đuôi nhau chạy dài trên bãi biển. Do đoạn clip được quay ngược sáng nên những con vật này không được nhìn thấy rõ. Nhưng điều khiến nhiều người chú ý đến đó là những con vật này có hình dạng cơ thể giống như những con khủng long cổ dài. Đoạn clip sau đó đã nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội và thu hút hơn 10 triệu lượt xem và hàng trăm ngàn lượt bình luận và chia sẻ. Một cuộc tranh cãi nảy lửa đã nổ ra bởi thật sự rằng khủng long đã tuyệt chủng từ lâu rồi. Nhiều người cho rằng đây là một đoạn clip sử dụng kỹ xảo điện ảnh để hồi sinh những con khủng long cổ đại. Trong khi đó thì không ít ý kiến cho rằng đây chỉ là một sinh vật nào đó với kiểu dáng giống khủng long mà loài người chưa hề biết đến. Tuy nhiên, sự thật đằng sau đoạn clip này đã khiến nhiều người phải bất ngờ. Nhiều người sau khi xem kỹ nội dung đoạn clip đã nhận ra sự thật đằng sau. Theo đó, đoạn clip này ghi lại hình ảnh một đàn gấu mèo Coati đang chạy trên bãi biển. Nhưng đoạn video được xử lý tua ngược nội dung. Phần đuôi chĩa lên cao của những con gấu mèo này khi chạy và được tua ngược trong đoạn video, khiến chúng giống như những con khủng long cổ dài. Được biết thì gấu mèo Coati là một thành viên của họ gấu mèo. Những con gấu mèo Coati thường dựng đứng đuôi khi di chuyển, nhất là khi di chuyển ở những khu vực có thảm thực vật cao, giúp các cá thể trong đàn có thể nhìn thấy nhau và đi đúng hướng. Người đàn ông bị quạ trả thù suốt 3 năm và lý do khó tin. Chỉ vì bị hiểu nhầm là giết quạ con, anh Silva Kewat sống ở bang Madhya Pradesh của Ấn Độ đã bị một con quạ bám theo và tấn công trong suốt 3 năm trời. Theo Silva Kewat, trước đó anh nhìn thấy một con quạ non bị kẹt vào chiếc lưới sắt nên tiến đến để cứu nó. Tuy nhiên lúc anh đưa con chim ra thì nó đã chết trong tay anh vì kiệt sức rồi. Vì đó mà bố mẹ của con quạ nhỏ nghĩ rằng anh chính là người đã giết con của mình nên chúng luôn nuôi ý định báo thù. Từ đó thì Kewat đã nhiều lần bị quạ lao tới tấn công và để lại không ít vết chảy xước trên người, khiến mỗi lần ra khỏi nhà anh phải mang theo một cây gậy để phòng trường hợp bị quạ mổ. Đối với Kewat thì anh chỉ mong ước rằng, giá mà mình có thể giải thích cho chúng hiểu rằng năm đó tôi chỉ cố gắng cứu con chim non mà thôi, nhưng đáng tiếc chúng luôn nghĩ rằng anh đã giết con của chúng rồi. Thế nhưng trái với sự thất vọng của anh, thì dân làng nơi Silva Kewat sinh sống lại tỏ ra thích thú trước sự báo thù của những con quạ, nên họ thường theo dõi Silva Kewat mỗi khi anh ra ngoài. Sốc với clip hồng hạc mổ đầu nhau và lý do ai cũng cảm thấy xót xa. Đây chính là cảnh tượng về hai con hồng hạc, trong đó một con dường như đang mổ vào đầu con còn lại, để dòng máu đỏ tươi chảy ra rơi xuống miệng chim non bên dưới. Đoạn video này được đăng tải trên một trang Facebook với lời mô tả rằng đây là cách hồng hạc cho con ăn, khiến cho nhiều người cảm thấy hết sức bất ngờ và chua xót. Vì không ai nghĩ được rằng hồng hạc, một loài chim mang tính biểu tượng của sự lãng mạn lại có cách nuôi con rùng rợn đến như vậy. Nhưng bạn có biết hay không, tự nhiên vốn là một thế giới rất nhiều những điều bất ngờ. Và sự thật thì thứ dịch lỏng đỏ tươi đang chảy ra ấy lại không phải là máu mà chính là sữa. Dành cho những ai chưa biết thì hồng hạc là loài chim duy nhất trên thế giới có khả năng tiết sữa cho con non và nó được gọi là sữa diều. Nguyên nhân là vì cách ăn của hồng hạc phụ thuộc rất nhiều vào chiếc mỏ đặc biệt mà khi mới ra đời thì chiếc mỏ này chưa phát triển. Vậy nên hồng hạc non phải ăn dịch lỏng trong những ngày đầu đời, buộc cả chim bố lẫn mẹ phải có sữa. Và được biết thì sữa diều rất giàu protein và chất béo, được tiết ra từ diều chim, một lớp màng mỏng bao quanh phần mở rộng của thành mỏ. Hồng hạc có thể sản sinh ra những sữa diều trong hệ tiêu hóa, sau đó phun ngược trở ra để mớm cho con ăn. Và với trường hợp trong video trên, con hồng hạc bố đã nhỏ sữa lên đầu chim mẹ để dịch lỏng chảy dần vào miệng con non, chứ không hề có hành động mổ như mà chúng ta vẫn nghĩ. Đoạn video đã thu hút tới hàng triệu lượt xem và hàng chục ngàn lần chia sẻ. Ban đầu thì rất nhiều người tỏ ra kinh hãi khi thấy cảnh tượng này, nhưng sau khi câu chuyện được sáng tỏ thì một số người lại cảm thấy xao xuyến, cho rằng đó là một cảnh tượng đẹp của tự nhiên. Thách đấu với nhím, chú chó nhận cái kết thê thảm. Vì dại dột chiến đấu với nhím gai, một chú chó nhỏ đã nhận về một cái kết không thể nào đau đớn hơn, khiến người chủ phải lên mạng để xin tài trợ chi phí chữa trị. Theo như câu chuyện được chia sẻ của chủ nhân của chú chó này chính là Adriano Bertolin, sống tại vùng đô thị Araras, Brazil.
Mới đây khi nghịch ngợm thách đấu nhím gai một chọi một, chú chó đã thua thảm hại. Chú chó bị con nhím phóng gai đâm hàng trăm nhát vào mặt cơ thể đến nỗi đau đớn không gượng dậy được, rồi nằm gục ở sân sau và rên rỉ cho đến khi chủ nhân phát hiện. Thấy chó cưng bị đâm hàng trăm nhát, anh chủ đã vô cùng xót xa, định đưa chú chó đến bệnh viện thú y để điều trị. Song vì vừa mất việc lại phải nuôi bốn đứa con nhỏ nên không thể nào trang trải chi phí cho chú chó này. Chính vì vậy mà cuối cùng anh phải đăng đàn đăng tải sự việc lên Facebook và kêu gọi mọi người giúp đỡ. Và rất may mắn là nghị sĩ địa phương Roberto Apollari khi đó đã ngay lập tức liên lạc với Bertolin sau khi biết chuyện và đưa chú chó đến bệnh viện thú y để điều trị miễn phí. Sau khi điều trị thì chú chó trở về nhà tĩnh dưỡng phục hồi sức khỏe. Tuy nhiên, theo Bertolin chia sẻ thì đây không phải là lần đầu tiên chú chó này chơi dại. Nó đã đánh nhau với nhím vào tháng 2 năm ngoái và hậu quả chẳng khác nào lần này là bao cả. Chú chó đã bị đâm hàng trăm nhát nhưng vẫn không rút ra được bài học cho mình, dẫn đến kết cục bi thương như lần này. Nuôi chó 2 năm bất ngờ khi lớn lên lại là con vật khác. Đây chính là một sự việc hy hữu xảy ra với gia đình cô Xuân Jun, sống tại thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Chuyện là cách đây 2 năm thì nhà cô có mua một chú chó trong cửa hàng vật nuôi và luôn đinh ninh rằng đó là giống chó ngao Tây Tạng. Thế nhưng cho đến khi chú chó cưng này càng ngày càng to lớn bất thường thì Su Jun mới bắt đầu đặt câu hỏi nghi ngờ về thân phận thật của người bạn bốn chân này. Su cho biết chú chó cưng được cô đặt tên là Tiểu Hắc. Ngay từ khi mang chú chó con về nhà, cả gia đình cô Jun đã vô cùng ngạc nhiên với khả năng ăn uống phi thường của chú chó mới. Nó ăn hết cả 2 xô mì và một hộp trái cây mỗi ngày. Tuy nhiên, sau 2 năm nuôi nấng và chăm sóc như một chú chó cưng trong nhà, cô Su đã rất sốc khi phát hiện ra rằng chú chó cưng của mình thực chất lại là một con gấu. Người phụ nữ này cũng nói thêm, chú chó lớn nhanh như thổi, dù gia đình thấy có gì bất thường ở chú chó cưng nhưng họ vẫn không tin được rằng chú chó này lại là một con gấu. Càng lớn nó càng giống với gấu hơn là với chó, cho tới khi nó nặng tới hơn 100 cân và đi bằng 2 chân sau thì họ mới chắc chắn rằng nó không phải là chó. Vì biết rằng việc nuôi giữ động vật hoang dã trong nhà là vi phạm pháp luật, nên Su đã quyết định gửi chú gấu đến Trung tâm Giải cứu Động vật Hoang dã Vân Nam. Chú gấu này sau đó được xác định thuộc loài gấu ngựa hay còn gọi là gấu đen Tây Tạng. Đây chính là loài gấu có nguy cơ bị tuyệt chủng nhưng vẫn bị buôn lậu phổ biến tại Trung Quốc và châu Á. Mua mèo về bắt chuột, nào ngờ thứ mà con vật săn được sau một đêm khiến chủ nhân suýt ngất. Đối với nhiều người thì việc trong nhà tự nhiên xuất hiện chuột quả thực là một nỗi ám ảnh, thậm chí một con thôi cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Và trường hợp của người đàn ông trong câu chuyện dưới đây cũng không phải ngoại lệ. Chuyện là một ngày nọ thì người này bất ngờ phát hiện một vài con chuột đang tung hoành trong căn nhà của mình. Vì vốn sợ hãi loài gặm nhấm, anh đã lập tức tìm cách để tống cổ chúng đi càng sớm càng tốt. Và sau một hồi cân nhắc thì người đàn ông quyết định đến cửa hàng thú cưng để mua một chú mèo về. Theo cam kết của người bán thì chú mèo mà họ giới thiệu cho anh chính là cao thủ bắt chuột ở cửa hàng. Trước lời mời chào không thể hấp dẫn hơn ấy thì người đàn ông đã nhanh chóng xuống tiền và đưa chú mèo về nhà. Khi mới về thì con mèo cũng tỏ ra rất hài lòng về mái ấm mới của mình và liên tục đi khắp nơi để khám phá cũng như thăm dò. Người đàn ông cũng mừng thầm và cho nó ăn không ít đồ ngon, đồng thời còn không quên dỗ dành và khuyên nhủ con vật. Và có vẻ như chú mèo đã không phụ sự kỳ vọng của anh. Vào đêm hôm đó thì ngay cả trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, người đàn ông cũng loáng thoáng nghe thấy tiếng mèo kêu và những tiếng động như thể đang có một cuộc chiến nho nhỏ diễn ra trong nhà của anh. Thế nhưng tới sáng ngày hôm sau, khi chứng kiến thành quả chiến đấu cả đêm hôm trước của chú mèo khiến anh rất bất ngờ, hóa ra thứ mà đêm qua con mèo cưng bắt được không phải là chuột mà lại là cả một đống thạch sùng. Thậm chí chú mèo còn có vẻ rất tự hào và hớn hở bày chúng ngay giữa nhà để khoe với chủ nhân. Vốn mua mèo về để bắt chuột nên khi chứng kiến cảnh tượng này, người đàn ông cũng không khỏi dở khóc dở cười. Tuy nhiên xem ra mèo cưng nhà anh cũng là một tay thợ săn cừ khôi, vì vậy có lẽ việc bầy chuột kia phải rời khỏi căn nhà của họ cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Chàng trai bắt được quái thú mặt người, chuyên gia vội nói tuyệt đối không được nuôi. Chắc hẳn chúng ta thường nghe nói về sự tồn tại của một con quái vật mặt người trong một số thần thoại và truyền thuyết, thế nhưng ít ai nhìn thấy sinh vật này ngoài thực tế. Ấy vậy mà trong một lần tình cờ, một cậu thanh niên bắt gặp một con vật có vẻ ngoài rất kỳ lạ khi đang chơi đùa trong khu cắm trại ở rừng. Cũng bởi vì vẻ ngoài của con vật vô cùng độc đáo và có phần quái dị nên anh và đám bạn tò mò muốn thử bắt xem sao. Song khi tiến lại gần và tận mắt nhìn con vật, cậu thanh niên đã vô cùng bất ngờ. Gương mặt nó hơi giống khỉ, nhưng phần nhiều thì giống người hơn, thân lại giống con mèo, chân tay như khỉ, ngón tay nhọn như vuốt đại bàng, lông mượt như nhung, đuôi cong rất dài. Vì chưa bao giờ nhìn thấy con vật nào kỳ lạ đến như vậy, nên cậu thanh niên đã quyết định đem nó về nuôi. Thậm chí anh còn đăng một bức ảnh lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Vụ việc này sau khi đó đã gây chấn động địa phương, thậm chí còn thu hút các chuyên gia vào cuộc. Thế nhưng một cách bất ngờ, các chuyên gia sau khi nhìn thấy con vật thì mặt biến sắc và nói rằng tuyệt đối không được nuôi con vật này, mau thả nó ra.
Sau khi nghe nhận định của chuyên gia, ai ai cũng nghĩ rằng con vật này là quái thú gây hại cho con người. Tuy nhiên thì sự thật lại không phải như vậy. Hóa ra đây là khỉ đuôi sóc hay còn gọi là khỉ marmoset. Chúng chủ yếu sống trên cây và hiếm khi xuống mặt đất. Được xem là loài khỉ tí hon trên thế giới, marmoset đang được con người chọn làm thú cưng bởi vẻ ngoài độc lạ của nó. Ở Trung Quốc thì thú chơi khỉ tí hon marmoset đang trở thành mốt trong giới trẻ và nó còn có tên gọi là tiểu tôn ngộ không. Dù giá thành của những chú khỉ này không hề rẻ, nhưng vẫn có không ít người sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền để được sở hữu nó.